Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiểu trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Có Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của em Hằng, chia sẻ cùng với cô chú anh chị. Hôm nay mình cũng có một lô cúc thọ hương và hồng thanh tú mà dạo từ sáng với lại bạch mai, muốn giao lưu cùng với cô chú anh chị mình luôn ạ. Kính mong cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho em Hằng, ủng hộ kênh đó cô chú anh chị ha. Em xin phép được dừng clip luôn ạ. Xin chào em Hằng ơi. Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị đang theo dõi kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và em là Hằng, số điện thoại của em là 0388 518 535. Đầu tiên, hôm nay em có một cây bạch mai lai với cúc cam. Dạ, một cây được hai giống nha cô chú anh chị. Dạ, bạch mai với lai cúc cam ha. Bên đây thì có vàng có bạc luôn nha cô chú anh chị. Cái này cũng rất nhiều bo nha cô chú anh chị nha, thân lắm, đế đẹp luôn nha. Mệnh hơn của em là 11 rưỡi. Cơ cây em có là 60. Tán ngang của em là 55 ạ. Em xin giao lưu cây mã số C1 này với giá 750. Dạ, 750 thế này mua 1 được 2 luôn hả cô chú anh chị. Dạ, mã số C2 em có một cây mai quắn ạ. Cây dạo từ sáng nha cô chú anh chị, dáng nó hơi siêu mà thân lát luôn nha. Dạ. Cây này nó rũ cũng khá là dài đó cô chú anh chị, sáu thích. Nó rũ rượi luôn. Mình hơn với em là 11 rưỡi. Dạ. Cao cây em có là 74. Tán ngang của em là 51. Em xin giao lưu cây mai quắn này mã số C2 với giá 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu nha cô chú anh chị, cây đế đẹp luôn nha. Thân lắc phơn cao, cái này gì mình vô cái chậu gió cao nó rủ xuống là đẹp lắm nha cô chú anh chị. Tết này chơi bông là phủ phơn luôn ạ. 1,2 triệu một cây dao tươi sáng. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 3. Dạ, cây C3 em có một cây dảo cam ạ. C3 là dảo cam nha cô chú anh chị, cây này gì mình lấy bo nhân giống được liền luôn ha. Cái thả tàn dài thật lượt luôn rồi nha cô chú anh chị. Bình thân em có là 10. Đế đẹp luôn ha. Cao cây 80. Tán ngang của em là 56, 59. Em xin giao lưu cây dảo cam này với giá là 650 ạ. À, 650 nha cô chú anh chị. Ghép với phôi mai vàng thân lắc ha. Hiện tại thì cây này mình ghép cũng được 3 đầu ghép nha cô chú. Dạ, ở đây chỉ có 2 bo thôi nha cô chú anh chị. Có một cái chộp này em chưa ghép với cô chú anh chị, về ghép lại với em. Dạ, dảo cam thì ghép được 2 bo nha cô chú anh chị. Mã số C4. Dạ, em có một cây cúc đọt đỏ ạ. C4 là cúc đọt đỏ nha cô chú. Cây này thì hiện tại là mình ghép cũng được 4 bo, 5 bo. 5 chộp ghép là tàn nóng đó cô chú anh chị, thân lắm ha. Mình hơn của em là 9. Dạ rồi, 9 rồi. Cao cây em là 49. Tán ngang em có là 50. Em xin giao lưu cây cúc đọt đỏ này với giá là 550 ạ. 550 thôi đi chứ. Thân lắc ha, không cao đi chứ. Dạ, mã số C5 em có một cây bạch mai ạ. Một cây bạch mai nha cô chú anh chị, cây này có cái cành phóng này cũng hay nha cô chú. Cái này có một cái bo em chưa ghép. Dạ. Ở đây thì 1 bo, 2 bo. Thân lắc bé đẹp luôn cô chú. Mình hơn với là 12 rưỡi. Cao cây của em là 54. Tán ngang em có là 50. Em xin giao lưu cây bạch mai này với giá là 600 ạ. Mã số C5. Dạ, 600 này, mã số 4 C5. Dạ, mã số C6 em có một cây cúc tư long ạ. Cúc tư long nha cô chú anh chị. C6. Cây này chưa tốt luôn, làm chẳng ấm đây nhưng mà thân lắc nha cô chú anh chị. Mình thân của em là 12. Cao cây em có là 68. Tán ngang của em là 61 ạ. Em xin giao lưu cây mã số C6 này với giá là 850. Rồi, 850. Cái chọt ghép này có bằng ngón tay ốc luôn rồi đó cô chú anh chị. 2, 3, 4, 5 chọt ghép nha cô chú anh chị ha. Nhánh này nhánh cười. Dạ. Thân lắc đế đẹp hơn nha. Rồi.
Mã số dạ, mã số C7. Em có một cây dạng cúc ạ. Rồi, cúc dạng cúc luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì càng ấm luôn ha. Vậy mình lấy bo cũng khoảng 40-50 bo là thoải mái nha cô chú anh chị. Trời lộn hút cây luôn. Dì Bạch Hương em là 12. 12 của anh thấy cô chú chị Nguyên 10 đế luôn nha. Cho cây em có là 75. Tán ngang của em là 65. Em xin giao lưu cây vạn phúc này với giá là 850 ạ. Cúc vạn phúc 850 nha cô chú chị. Dạ, mã số C7. Chột ghép mình được 4 bo ha, nhưng mà cần ghép cũng có bằng cái liếu thú là nó rốt luôn ha. Rồi, 850 cây mã số C7. Dạ. Mã số C8 em có một cây cúc thọ hương ạ. Cúc thọ hương thân lắc nha cô chú chị, cây này để phòng khách nhận cây nha. Bình thân của em là 9,5. Cao cây của em là 57. Tán ngang em có là 53. Em xin giao lưu cây cúc thọ hương này với giá là 700. 700 ngàn nha cô chú anh chị, cây thì ấm cây nha ha. Cây này mình ghép được 4 cây ghép. Đế này cũng có đế nữa nha cô chú. Dạ. 700 nha. Dạ. Yeah. Mã số C9 em có một cây cúc vip ạ. À, cúc vip nha cô chú, cây này lấy bo phủ phê luôn ạ. Cây đây phát triển càng quá trời luôn cô chú. À, mình ghép cây này chỉ có 4 trò ghép thôi, có chị thân lắc nè. Quỳnh Hương của em là 12,5. Quỳnh được 12,5. Cho cây em có là 85. Tán ngang của em là 79. Em xin giao lưu cây cúc vip này với giá là 700, mã số C9 ạ. Dạ rồi, 700 nha cô chú anh chị. Dạ. Số C10 em có một cây đại lộc ghép với gốc tứ quý ạ. À. Quá trời đẹp luôn nha cô chú. Đều tàn luôn ạ. À. Đại lộc vàng một. Ghép đi phôi tứ quý nha cô chú anh chị, cái chọc ghép. Cái này ba chọc ghép mà chọc ghép bự bằng ngón chân cái của mình luôn nha. Bình thường em có là 16. Đế sởm luôn mà nó gom cái nồi đế nha cô chú. Cao cây em có là 77. Sáng ngang của em là 61 ạ. À. Em xin giao lưu một cây C10 này với giá là 1,9 triệu. Dạ, 1,9 triệu. Tết này nó giao thêm 2-3 cây đoạn nữa là cây này còn ok nha cô chú chị. Dạ. Cây này ghép 3 mùa rồi. Cái cọc ghép nó to bằng bự hơn ngón chân cái của mình luôn ha. Tiếp theo mã số C11 nha cô chú chị. Dạ. C11 là một cây cúc tây phi. Cây này cũng đều tàn đang đi cho đọc lâu mất được nó nha cô chú. Cây này Tết này nữa là được 4 mùa cô chú. Hoành của em là 15,5. Dạ, hoành được 15,5. Cao cây của em là 90. Tán ngang em có là 63 ạ. Em xin giao lưu cây cúc cây hy này với giá là 1,1 triệu. Mã số C11 ạ. Dạ, cây đều tàn hết trơn nha cô chú anh chị. 1,1 triệu. Cốt cứng hết trơn nè. Cây này mình ghép bo. Ghép được 2 bo. Mình chảy luôn á cô chú anh chị. Hoành ra khoảng 9-10 luôn nha. Rồi, 1,1 triệu. Dạ. Đỡ dạ. Mã số C12 em có một cây cúc vạn phúc ạ. Dạ, cái này cây cao luôn nha quý vị. Dán trực không cao mà đến nơm nha cô chú anh chị. Mình ghép ra đều tàn luôn ha. Bình thân em có là 12,5. Đến nơi mà còn ghép bự bự thôi nha cô chú anh chị. Dạ. Sởm nơm ghép khoảng là còn ngang thai nha. Cho cây em có là 87. Tán ngang của em là 77 ạ. Em xin giao lưu cây cúc vạn phúc này với giá là 1,2 triệu, mã số C12 ạ. Đây 1,2 triệu, cây này mình ghép đủ chi đều tàn hết trơn nha cô chú. C13 em có một cây cúc vạn phúc ạ. Cây này Tết nay nữa là được 4 mùa nha quý cô chú. Lùng lực nha cô chú chị, tàn thì kính mịt về đặt luôn nha. Dạ, mặt bông cúc vạn phúc thì ở những clip trước em có quay video ở trên kênh thấy cô chú chị. Họ bông to lớn à. Cái chọc ghép này nó cỡ bằng ngón chân cái bự hơn rồi nha. Quỳnh Hưng
20 ạ. Sư ta khổng lồ. Cho cây em có là 82. Tán ngang của em là 83 ạ. Em xin giao lưu cây cúc vạn phúc này với giá là 1,4 triệu, mã số C13. Vâng, 1,4 triệu. Cái tài dữ lắm luôn á cô chú anh chị. Dạ, quá trời tài. Là về cô chú anh chị mình trót cái này về là mình tẻ lá bóp nha cô chú, cho cây phát triển để nhánh thêm ha. Rồi. Dạ, đây cũng là cây cuối clip bên em. Thì em xin kính chúc với cô chú nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Dạ, em xin chào, hẹn gặp lại cô chú chị ở những clip chia sẻ tiếp theo. Cơ cuộc sống thờ gian luôn ạ.